đèn đã tắt, cuộc đua bắt đầu. Chúng ta đang nhìn thấy sự khởi đầu rất tốt của Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sẽ đè vào lại trong, nhưng Max Verstappen cũng đang có một khởi đầu vô cùng tốt vào thời điểm này. Oscar Piastri đang cố gắng lao lên từ phía sau, và cả Lando Norris nữa. Không phút đầu tiên Max Verstappen đã chiếm được racing line của Lewis Hamilton, và cùng với đó thì Lando Norris. Kết quả DRS đến từ phía Sergio Perez và đã will to will Fernando Alonso, nhưng line này là không phải là một line lợi thế đối với Sergio Perez, và Fernando Alonso đã phòng ngự thành công. Kết quả DRS ở lần thứ hai, tốc độ là chưa đủ để giúp cho Sergio Perez tấn công vào Fernando Alonso này để vươn lên. Kích hoạt DRS của Sergio Perez và đã lấy được lại trong để vươn lên tụt 3 bậc. Và đó lại là một cú vượt nữa của Sergio Perez, wheel to wheel với Carlos Sainz. Và tiếp tục lại là wheel to wheel, nhưng lần này có vẻ như sẽ không có kháng cự từ George Russell nữa. DRS nữa dành cho tay đua người Mexico. Lewis Hamilton đã cố gắng phòng ngự, nhưng Perez chạy đường ngoài. Hamilton cố gắng để phòng ngự ở lại trong. Hamilton quãng đường rộng hơn, nhưng liệu có đủ độ bám dành cho Checo Perez hay không? Một tình huống xử lý rất tốt. Bám rất sát với Oscar Piastri, wheel to wheel rồi, và đã có một tình huống lấy được lại trong của Lewis Hamilton. Đây là Max Verstappen, người một mình một ngựa để nhìn thấy lá cờ Caro đầu tiên ở trong cuộc đua ngày hôm nay. Chiến thắng tiếp theo dành cho Max Verstappen. Lando Norris, người đã có được vị trí thứ hai tại Perez ở vị trí còn lại trên bục podium.